Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 đối với giáo dục trung học phổ thông. Xây dựng quy trình quản lý phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trên cây sen dựa trên mô hình thử nghiệm quy trình quản lý phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp tại ruộng sen. Không có giáo viên nên nhiều trường quyết định không tổ chức dạy môn âm nhạc, mỹ thuật trong năm học mới này cho học sinh lớp 10. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 7 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7 năm 2022, lượng khách du lịch ước đạt 243,5 nghìn lượt, tăng 6,3% so với tháng trước và gấp 9,9 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 585 tỷ đồng, tăng 6,82% so với tháng trước và gấp 16,6 lần so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 126,7 triệu đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng ước đạt 743 triệu đô la Mỹ, tăng 18,6%. Từ đầu năm đến nay, đã cấp phép cho 21 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đạt 8.244 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp cấp 9 dự án với tổng vốn đầu tư 2.970 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã đạt các kết quả vượt bậc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI đứng đầu cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp vị thứ 8 toàn quốc, tăng 9 bậc. Ứng dụng công nghệ thông tin ICT Index dự vị thứ 2, chỉ số cải cách hành chính Park Index xếp thứ 4. Sau khi nghe ý kiến từ các sở ban ngành địa phương, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở ban ngành địa phương đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh, không chủ quan lơ là đối với dịch bệnh COVID-19, chủ động các kịch bản ứng phó kịp thời, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới của dịch COVID-19. Tập trung triển khai hiệu quả đề án phục hồi phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2022-2025, trong đó tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường công tác xúc tiến quảng bá phục hồi du lịch thích ứng với tình hình mới. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo tỉnh sẵn sàng trong công tác xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ hè thu 2022, tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tiến độ, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai các dự án sản xuất công nghiệp, tiếp tục xúc tiến kêu gọi các tập đoàn lớn có thương hiệu đầu tư phát triển các ngành công nghiệp tạo năng lực mới, tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch, phương án diễn tập và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự và phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến biểu dương nạn nhân chất độc da cam dioxin và người chăm sóc vượt khó tiêu biểu năm 2022. Chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã đi qua, nhiều vết thương chiến tranh đã được hàn gắn. Chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Nhưng nỗi đau da cam vẫn còn đó, vẫn hoành hành giằng xé nhiều nạn nhân và gia đình họ. Cứ mỗi ngày qua đi, lại có thêm nhiều nạn nhân qua đời, ốm đau, bệnh tật, nghèo đói và tuyệt vọng. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 17.700 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều cố gắng chăm sóc cuộc sống của các nạn nhân da cam, giúp họ vượt lên nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Sự quan tâm của toàn xã hội cùng với nỗ lực chủ quan của các nạn nhân đã giúp khắc phục mọi khó khăn, mặc cảm, hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. 60 đại biểu được lựa chọn từ cơ sở về dự hội nghị này là những điển hình đại diện cho hàng nghìn nạn nhân da cam trong quá trình vượt khó đi lên và những người chăm sóc nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng đến những tấm gương vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng của nạn nhân chất độc da cam và những người đã có công chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là những nạn nhân bị bệnh tật, tuổi cao, có nghị lực đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ngành tiếp tục củng cố, rà soát để bổ sung danh sách các nạn nhân chất độc da cam, từ đó có những chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cho các nạn nhân và người chăm sóc,
góp phần làm vơi đi nỗi đau da cam, giúp các nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống ổn định hơn. Sáng nay tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 đối với giáo dục trung học. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các cục vụ, đơn vị trực thuộc bộ, cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh thành trên cả nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, năm học 2021-2022, quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được giữ ổn định so với năm học trước. Số trường trung học cơ sở là 1.085 trường, số trường trung học phổ thông là 2.942 trường. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tiếp tục được duy trì và ổn định so với năm 2021, với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,57%. Với nỗ lực của toàn ngành, các cơ sở giáo dục toàn quốc đã hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 với chất lượng giáo dục được duy trì, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Theo báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo, hầu hết các địa phương đã kết thúc năm học 2021-2022 theo đúng kế hoạch. Hội nghị cũng đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2022-2023, trong đó tập trung bảo đảm an toàn trường học, chủ động linh hoạt thực hiện chương trình kế hoạch năm học để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống bất thường khác. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 10, tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển mạng lưới trường lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Các đại biểu tham dự được bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến ba nội dung chính là một số kết quả thực hiện các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Một số kỹ năng cần thiết để cán bộ nữ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo quản lý tại địa phương đơn vị. Một số kiến thức kỹ năng kiểm soát xung đột giới tính trong môi trường công sở, xã hội và gia đình. Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các cán bộ nữ nhận thức rõ về vai trò vị trí của chính mình trong đời sống xã hội, qua đó tự tin, nỗ lực vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực. Lớp tập huấn cũng là dịp để trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh để lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý và công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân là chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công khi đến thăm các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở xã Vân Xuân, huyện Phú Vang. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm công nghệ cao bằng chế phẩm sinh học trên ao tròn lọc bạc của Công ty Cổ phần Đầu tư Ecovilla Việt Nam tại thôn Kế Vỏ, xã Vân Xuân có diện tích rộng 1 hecta với 9 hồ nuôi được khởi công vào năm 2019 với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Quy trình nuôi tôm theo mô hình cuộn chiếu nhằm đảm bảo an toàn nguồn nước cho tôm. Bên cạnh đó có một số ao nuôi xen canh với cá nâu, cá dìa nhằm giúp đa dạng sản phẩm trong trang trại để phục vụ du khách tham quan lưu trú tại đây. Hiện trên địa bàn xã Vân Xuân đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi trồng thủy sản, mô hình trồng dưa lê, mô hình trồng ớt trái vụ, mô hình nuôi vịt trời. Mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một mô hình. Từ đó góp phần phát triển kinh tế gia đình và xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi thăm các mô hình kinh tế nông nghiệp, Bí thư Huyện ủy Phú Vang đánh giá cao hiệu quả kinh tế của các mô hình cũng như sự nỗ lực quyết tâm vượt khó vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Khẳng định kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại là hướng đi bền vững, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bí thư Huyện ủy đề nghị ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng và nhân rộng các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao để tạo thành các vùng chăn nuôi quy mô lớn hơn, mang lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, hiện tượng sâu bệnh, nấm tháng thư xuất hiện trên cây sen gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển, khiến cho người nông dân gặp không ít khó khăn trong sản xuất.
Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng quy trình quản lý phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trên cây sen dựa trên mô hình thử nghiệm quy trình quản lý phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp tại ruộng sen. Đây là mô hình sen cao sản gương tím với diện tích 0,4 hectare của anh Hồ Thanh Tý ở xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, được triển khai thử nghiệm quy trình phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp từ đầu tháng 2 năm 2022. Trước lúc xuống giống, ngoài thực hiện quy trình làm đất, bỏ vôi, anh Tý còn thực hiện tốt việc vệ sinh ruộng sen, bố trí thời gian bỏ phân cho từng giai đoạn, giữ mực nước ruộng từ 20 đến 30cm. Việc hộ nông dân tuân thủ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của chuyên gia đã đem lại hiệu quả khá rõ. Qua đánh giá, mô hình sen sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng cho năng suất và hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn so với ruộng đồi trứng. Sau khi thử nghiệm mô hình của chi cục ta trồng là so với trước đây là nó hiệu quả hơn và nó phát triển nhanh hơn, ít sâu bệnh. Trong lúc đó, tại mô hình thử nghiệm trên cây sen trắng ở xã Phong Hòa của anh Trần Văn Hóa, do ảnh hưởng của mưa lớn từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2022, ngập sâu, khiến cho gần 160 hectare sen trên địa bàn chết hoàn toàn, trong đó có 1.000 mét vuông diện tích sen trắng của mô hình thử nghiệm của anh Hóa. Song, với sự hướng dẫn của nhóm nghiên cứu đề tài, hộ nông dân đã khắc phục trồng lại diện tích này. Việc trồng lại sen, ngoài trễ vụ, ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, bệnh thảng thư xuất hiện với tỷ lệ khá cao, buộc nông dân tiến hành các biện pháp quản lý phòng trừ sâu bệnh hại. Tuy vậy, đánh giá tại đồng ruộng vẫn cho thấy mô hình sinh trưởng phát triển tốt hơn so với ruộng đồi trứng do áp dụng đúng các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn trực tiếp của cán bộ theo dõi mô hình. Được sự quan tâm của Chi cục Bảo vệ thực vật và trồng trọt thì đã hướng dẫn gia đình tôi thực hiện mô hình trong theo kỹ thuật hướng dẫn. Thì qua nhận định thì bước đầu là sen phát triển tốt, cây so với các cái hồ khác là cây phát triển mạnh hơn và có cái sức chịu đựng các cái loài sâu bệnh là tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên hiện nay cũng đặc biệt là thời tiết nắng nóng thì rất là ảnh hưởng đến cây sen. Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, những năm gần đây đã gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây sen. Một số diện tích sen ở các địa phương có hiện tượng bị chết với tỷ lệ lớn là do nhiễm bệnh thảng thư, nơi cao là từ 30 đến 50%. Ngoài ra còn có một số đối tượng sinh vật gây hại khác như bệnh thổi rễ, thổi củ, đồm lá, ruồi đục lá, bò trĩ, vân vân. Kết quả phân tích giám định của Viện Bảo vệ thực vật cho thấy mẫu sen thu thập là do nấm thảng thư và nhiễm nấm Pythium spp. Đây là loài nấm có nguồn gốc thủy sinh tồn tại trong đất nước, phát tán lây lan trong môi trường đất nước, xâm nhiễm vào tế bào lá, thân rễ cây sen để gây bệnh. Trong cái khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với là Chi cục Bảo vệ thực vật thì cái dự án của Sở Khoa học Công nghệ đầu tư cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế thì đã có các cái công trình nghiên cứu về phòng trừ sâu bệnh hại sen và từ đó áp dụng vào mô hình thì chúng ta thấy rằng cái việc đầu tiên chúng ta là phải cải tạo cái hồ, vệ sinh cải tạo hồ cho đảm bảo. Thứ hai là áp dụng các cái giống sạch bệnh, cái nguồn giống này phải sạch bệnh. Cái thứ ba là trong quá trình chăm sóc là phải thường xuyên theo dõi cái điều kiện thời tiết. Qua cái năm 2021 thì chúng tôi đã hoàn chỉnh được một cái quy trình phòng trừ tổng hợp. Và năm 2022 thì chúng tôi xây dựng hai cái mô hình. Mô hình thực tế là áp dụng cái thử nghiệm cái quy trình phòng trừ tổng hợp đến cây sen. Hiện nay thì với cái thực tế đứng ruộng thì chúng tôi thấy rằng là các cái giải pháp kỹ thuật chúng tôi đưa ra thì đã được cái hộ nông dân áp dụng và nó mang lại một cái sắc diện về sinh trưởng phát triển của cây sen trên đồng ruộng rất là tốt. Hy vọng rằng là cái năng suất sẽ đạt được cái như cái quả đầm mong đợi. Để có cơ sở đề ra các biện pháp quản lý phòng trừ sâu bệnh chỉnh gây hại, qua đề tài nghiên cứu xác định một số loài sâu bệnh chỉnh gây hại và các biện pháp phòng trừ trên cây sen tại Thừa Thiên Huế đã xác định rõ nguyên nhân tác nhân gây hại, từ đó đã xây dựng quy trình quản lý sâu bệnh tổng hợp trên cây sen, góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của bà con nông dân trồng sen trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 khi thực hiện thủ tục nhập học đối với học sinh lớp 10, các trường trung học phổ thông còn có thêm một nhiệm vụ quan trọng khác là triển khai đăng ký băng hoặc tổ hợp cả môn học đến tất cả học sinh. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tùy theo nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tế mà nhà trường cho học sinh đăng ký vào các lớp theo tổ hợp mà nhà trường sắp xếp. Tuy nhiên, do không có giáo viên nên nhiều trường quyết định không tổ chức dạy môn âm nhạc, mỹ thuật trong năm học mới này.
Khi đưa môn nghệ thuật vào bậc trung học phổ thông, thiếu giáo viên giảng dạy là bài toán khó của nhiều trường trung học phổ thông tại Thừa Thiên Huế. Tại trường Trung học phổ thông Thuận An, thành phố Huế, do trường không có giáo viên đủ điều kiện chuyên môn cho môn âm nhạc và mỹ thuật, nên tạm thời năm học này trường không triển khai. Thay vào đó, trường sẽ dạy cho học sinh các môn như công nghệ, tin học. Đối với các môn mà thuộc nhóm bắt buộc gồm 5 môn, thì môn toán, môn ngoại ngữ 1, môn ngữ văn, môn giáo dục quốc phòng an ninh, thì đó, 5 bộ môn đó thì chúng tôi sẽ là chủ động hoàn toàn về nguồn giáo viên. Tuy nhiên đối với khó khăn ở đây là có 2 cái bộ môn mới hoàn toàn, đó là môn âm nhạc và mỹ thuật. Thì cũng vì là chưa nắm được cái nhu cầu nguyện vọng của học sinh là có bao nhiêu em có nhu cầu như vậy, nên nhà trường trong năm học 2022-2023 thì chúng tôi là sẽ, nếu học sinh có nhu cầu thì chúng tôi cũng sẽ thành lập các cái bộ môn này. Và nhân sự thì chúng tôi chưa đề xuất cho sở bởi vì chưa có cái nguyện vọng cụ thể, nhưng mà nếu các học sinh có nhu cầu thì chúng tôi cũng sẵn sàng hợp đồng giáo viên. Tương tự tại trường Trung học phổ thông Đặng Trần Côn, năm nay có hơn 500 học sinh khối 10. Thực hiện chương trình mới, trường có đến 8 tổ hợp môn để học sinh lựa chọn, trong đó có 6 tổ hợp khối khoa học tự nhiên và 3 tổ hợp khối khoa học xã hội. Trong các môn tự chọn, ở nhóm môn công nghệ và nghệ thuật, trường chỉ tổ chức dạy 2 môn công nghệ và tin học. 2 môn trong môn nghệ thuật hoàn toàn không có ở bất kỳ tổ hợp nào. Lý do vì đội ngũ giáo viên của trường không có chuyên môn dạy âm nhạc và mỹ thuật cho khối 10 nên không thể triển khai. Cùng theo lãnh đạo trường, qua tư vấn, không có phụ huynh và học sinh nào lựa chọn 2 môn học này. Đối với năm học sắp tới, thì chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường năm học tới là 12 lớp, nhưng thực tế của nhà trường sẽ bố trí dạy học cho lớp 10 sang năm là 12 lớp, không phải là 11 lớp như chỉ tiêu. Và số lượng là cụ thể, đối với khoa học tự nhiên là 3 lớp, đối với khoa học xã hội là 6 lớp, và theo định hướng công nghệ, nghệ thuật là 3 lớp. Trong mỗi tổ hợp như vậy thì cái số lượng lớp và cái định hướng theo môn nó có sự khác nhau, nằm đáp ứng cái nhu cầu nguyện vọng của học sinh. Đó là cái bước chuẩn bị về phía cơ bản của nhà trường. Và đặc thù triển khai của cho năm học tới thì trên cơ sở tuyển sinh của năm học này và cái đăng ký đầu tầng cuối cùng của học sinh thì nhà trường sẽ bố trí một cách hợp lý nhất. Nhiều trường không tổ chức đăng ký tổ hợp có môn nghệ thuật âm nhạc và mỹ thuật. Hai môn lựa chọn nằm trong nhóm môn công nghệ và nghệ thuật là điều đã được tiên lượng trước khi triển khai chương trình mới, nhằm đảm bảo sự ổn định khi tổ chức lớp. Tuy nhiên, một số trường khác đưa ra phương án như hợp đồng với giáo viên ngoài hoặc giảng viên đại học để giải bài toán về việc thiếu giáo viên âm nhạc, mỹ thuật khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn mỹ thuật và môn âm nhạc đó là hai môn mới mà chương trình 2018 đưa vào. Thì chúng tôi nghĩ đối với một ngôi trường có học sinh chuyên thì hai môn này cũng là rất là cần thiết để hướng đến cái việc mà đào tạo cái toàn diện cho học sinh. Vì vậy thì trong năm, ngay từ năm học này thì chúng tôi sẽ đưa hai môn đó vào trong tổ hợp. Nếu như có khó khăn về giảng viên thì ở Huế có một cái điều kiện thuận lợi là chúng ta có học viện âm nhạc cũng như có cái trường mỹ thuật. Để thực hiện chương trình 2018 thì chúng tôi đã căn cứ vào tình hình nhân lực của nhà trường, số lượng giáo viên ở các tổ bộ môn có thể đáp ứng, cũng như là các cái trường hợp các tổ bộ môn mà thiếu, ví dụ như là môn âm nhạc chẳng hạn, thì hiện tại nhà trường chúng tôi chưa có giáo viên âm nhạc, thì chúng tôi đã gửi tờ trình để xin sở bổ sung giáo viên âm nhạc để đảm bảo tất cả các cái tổ hợp mà chúng tôi đưa ra thì có thể đáp ứng được cái nhu cầu học của học sinh. Và năm nay cũng là năm đầu tiên mà trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có môn âm nhạc ở trong các tổ hợp môn của học sinh. Để triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã liên hệ với các đơn vị đào tạo mở lớp bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Sở đã có chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo ra soát giáo viên có chuyên môn để giới thiệu cho các trường trung học phổ thông. Tuy nhiên, việc thực hiện bộ môn này phụ thuộc vào nhiều yếu tố về cả nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Do đó, một số trường chưa đủ điều kiện thì hiện nay đang từng bước xây dựng kế hoạch để triển khai trong những năm học kế tiếp. Tùy theo cái điều kiện thực tế về đội ngũ, về cơ sở vật chất và các điều kiện khác của nhà trường, để các nhà trường quy định xây dựng các cái tổ nhóm môn lựa chọn, và học sinh
và trên tinh thần là tham gia tự nguyện đăng ký của học sinh để phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường nhưng vẫn phù hợp được với cái nguyện vọng của học sinh, phục vụ tối đa nhất những cái nguyện vọng học sinh khi được lựa chọn các cái môn học này. Thì như vậy thì đây là cái điều kiện để chúng ta thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếp tục là phát triển các năng lực các em có những sở trường và cũng định hướng nghề nghiệp tương lai. Trước những lo lắng băn khoăn từ phía phụ huynh và học sinh, hiện nay các trường trung học phổ thông đang nỗ lực để hỗ trợ tư vấn nhằm giúp các em có lựa chọn phù hợp với mình cũng như năng lực đáp ứng của nhà trường. Phần cuối chương trình là những tin tức về an ninh trật tự xã hội. Lễ hội Điền Huế Nam sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8, nhằm ngày 8, 9 và 10 tháng 7 âm lịch. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế triển khai cả phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại lễ hội Điền Huế Nam. Theo đó, ngoài tuyên truyền về luật giao thông đường thủy và các quy định về an toàn đường thủy, đơn vị chủ động tổ chức cho 65 chủ thuyền ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy, các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trong quá trình vận chuyển neo đậu phương tiện tại nơi diễn ra lễ hội theo đúng quy định. Theo kế hoạch, hàng ngày lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế sẽ luân phiên thường xuyên ứng trực, giải quyết kịp thời các trường hợp bất ổn liên quan đến an ninh trật tự và sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tai nạn xảy ra. Được biết, lễ hội Điền Huế Nam tháng 7 sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 8, 9 và 10 tháng 7 năm Nhâm Dần. Tại ba địa điểm Điền Huế Nam, Điền Hòn Chén, Đình Làng Hải Cát và Thánh Đường 352 Chi Lăng thành phố Huế, quy mô của lễ hội dự tính sẽ có khoảng từ 20 đến 25.000 lượt người tham gia. Đây cũng là một festival văn hóa dân gian cộng đồng đặc trưng của vùng đất cổ đô Huế và nằm trong chuỗi sự kiện Festival Huế mùa thu. Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Việt Hiệp, sinh năm 2004, Hồ Ngọc Chỉ Công, sinh năm 2003, cùng trú tại Quảng Vinh, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và Mai Quốc Thành, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, liên quan đến hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào lúc 0 giờ 30 phút trước địa chỉ số 1 đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú, thành phố Huế, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Huế phối hợp với công an phường Xuân Phú bắt quả tang Hiệp đang tàng trữ trên người 5 viên nén và một gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. Điều tra mở rộng, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Hiệp cất giấu trong phòng khách sạn của Hiệp đang lưu trú 10 viên nén và 5 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, 2 viên nén và 5 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng tại một gốc cây trên đường Lâm Hoàng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Tổng khối lượng tang vật cơ quan công an thu giữ là 31,538 gram. Bước đầu, Hiệp khai nhận số tang vật trên là ma túy. Tiếp tục mở rộng án, công an thành phố Huế bắt khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Chỉ Công là mắt xích cung cấp ma túy cho Hiệp. Bắt khẩn cấp đối với Mai Quốc Thành, trú tại phòng 402 CT2 khu chung cư Araya, thu giữ 231 viên nén, 9 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng và 3 gói tinh thể rắn màu trắng gói trong tờ tiền. Tổng khối lượng tang vật thu giữ tại phòng của Thành là 259,293 gram. Thành khai nhận số tang vật trên là ma túy Thành mua với số tiền 80 triệu đồng nhằm mục đích bán cho các đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar trên địa bàn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.